Xin chào Dona, tôi rất quan nghênh cô chia sẻ về du cộng hưởng toàn diện của công nghệ Mỹ. Mời cô chia sẻ về các lợi ích và tác dụng của bộ điều biến tần số LIA. Xin chào mọi người, tôi là Dona. Dona, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi khoảng 70 tuổi rồi. 70 tuổi? Vào ngày 15 tháng 1, tôi đến đồ xét của La Lung Bùa để trải nghiệm bộ điều biến này. Ban đầu, lượng đường trong máu của tôi là 18.2. Rồi sau đó, tôi chỉ uống 4 ly nước và trị liệu thêm bên ngoài nữa. 4 ly nước này đã vào bụng tôi và không thể thoát ra. Sau đó, tôi kiểm tra lượng đường trong máu của mình và thấy nó là 19. Sau đó, tôi không thể ngủ được khi tôi trở về. Còn phân của tôi thì sao? Tôi rất cẩn thận về phân của mình vừng có màu đen và tôi không thể ngủ được trong hai ngày tôi nhớ mình đã đi đại tiện sáu lần và nó đã rút hết dầu mỡ trong cơ thể tôi tôi cảm thấy rất tốt bộ điều biến tần số này đã giúp tôi rất nhiều lường đường trong máu của tôi chưa bao giờ giảm nhiều đến như thế chỉ còn có sáu bác sĩ nói nếu tôi không khỏe hơn thì tôi phải đánh bốn lần rất tí, Bốn lần đều không tốt. Tôi sẽ đem bộ điều khiển về sử dụng. Mỗi ngày, tôi đều dùng phương pháp trị liệu bên ngoài là hai tiếng. Nhưng tôi cũng cố gắng uống nhiều nước. Mỗi ngày tôi uống nước khoảng 10 ly. Dạng dài ngày sau, cô mới kiểm tra lại lượng đường trong máu. Cứ mỗi bốn ngày tôi sẽ đi kiểm tra lượng đường trong máu, và chỉ số giảm xuống còn 6, tôi rất vui. Tôi chưa bao giờ xuống được nhiều như vậy. Thuốc của tôi không có hiệu quả, cái máy này là tuyệt nhất. Nó đã đào thải độc tố ra khỏi cơ thể của tôi. Bây giờ vấn đề mất ngủ của cô đã biến mất chưa? Giấc ngủ sao? Tôi ngủ rất ngon. Ngủ rất ngon. Trước đây, tôi chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy hết. Tôi thường thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng gần đây giấc ngủ của tôi đã được cải thiện rất là nhiều da tôi cũng trở nên đẹp hơn nó đã đẹp hơn trước rất là nhiều trước đây da tôi đen hơn một chút đen hơn bây giờ không có thuốc nào có thể chữa được hết tôi nghe nói da của cô bị ngứa đúng vậy giờ da của cô hết ngứa chưa giờ da tôi hết ngứa rồi